Trong hai ngày 16-17 tháng 2, Ban Liên lạc Sinh viên Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Chi đoàn Thanh niên, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Điện Bàn và chính quyền xã Trà Hy, huyện Tây Giang tổ chức chương trình Xuân Tình Nguyện năm 2024 để lại nhiều tình cảm tốt đẹp đến với đồng bào vùng núi cao. Từ sáng sớm, lễ xuất quân tại Công viên Thanh niên Điện Bàn với hơn 70 chiến sĩ tình nguyện tham gia chiến dịch mang xuân về vùng cao Tây Giang, trang nghiêm hát quốc ca, thắp hương anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi và phân công các nội dung công việc. Những trò chơi vận động, lời ca tiếng hát khích lệ tinh thần và trao nhau những tấm khăn rằn như gửi nắng ấm của người miền Nam đến với vùng núi cao Quảng Nam. Sau 4 tiếng di chuyển, đoàn tình nguyện đã đến với thôn A Banh Một, xã Trà Hy, huyện Tây Giang. Mỗi người mỗi việc, quên đi sự mệt mỏi, các sinh viên đã phối hợp với người dân, đồn biên phòng, nơi đóng quân, thực hiện các phần việc đã được phân công. Trong không khí của những ngày đầu xuân thì bà con nhân dân rất là phấn khởi, được đón tiếp đoàn các bạn sinh viên về với bà con vùng cao của Quảng Nam. Và chương trình thì có rất là nhiều những cái hoạt động ý nghĩa, đó là các bạn đã tổ chức chương trình và trao những cái phần quà cho bà con vùng cao. Đặc biệt là trong dịp này thì đoàn đã tổ chức trao hơn 100 phần quà cho các hộ khó khăn, hộ nghèo của xã Trà Hy. Với sự tài trợ, tài lực và vật lực đến từ các doanh nhân Quảng Nam phía Nam, Ban Liên lạc Sinh viên Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã kêu gọi nhiều nhu yếu phẩm, quần áo, đồ chơi, sữa, bánh kẹo, tạo niềm vui cho đồng bào, đặc biệt là các em thiếu niên nhi đồng, qua những trò chơi vận động ngộ nghĩnh, kết nối nhiều nụ cười, niềm vui trong không khí ấm áp đón xuân Giáp Thìn, xua đi cái lạnh của non cao. Đối với vai trò là một tình nguyện viên trong chương trình thiện nguyện lần này thì em cảm thấy mình rất là may mắn khi được cùng các anh chị trải nghiệm và cũng như là tham gia một cái hoạt động rất là ý nghĩa trong đầu năm 2024 như thế này. Thì thực sự đây là một chuyến đi mà em có thể cảm nhận được rõ hơn về cuộc sống và cũng như là những đồng bào của chúng ta ở miền sâu, miền xa khó khăn như thế nào. Và em thực sự rất là mong muốn sẽ chia sẻ được và lan tỏa được những cái thông điệp thật là tốt đến những bạn trẻ và đặc biệt là các bạn sinh viên hiện tại cùng với những đam mê và nhiệt huyết của mình để có thể làm được những điều thật là ý nghĩa. Với cái hoạt động này thì khơi dậy cái tình yêu, thương quê hương, chia sẻ những khó khăn đối với bà con, người đồng bào nơi vùng biên giới. Điểm nhấn đó là đêm văn nghệ giao lưu cùng bà con dân bản. Xã Trà Hy là một trong 4 xã vùng cao của huyện Tây Giang, gồm 390 hộ trên 1.500 nhân khẩu, đa phần là bà con đồng bào dân tộc thiểu số, người Cơ Tu. Riêng thôn A Banh Một được tổ chức sắp xếp lại vào năm 2023 với đầy đủ các thiết chế văn hóa. Bà con chủ yếu sản xuất nông nghiệp và dược liệu, tạo thu nhập và sinh kế. Xã Trà Hy cũng được biết đến là địa phương có diện tích rừng nguyên sinh lớn, có thảm thực vật phong phú, nổi tiếng với hàng trăm hecta rừng hoa đỗ quyên, cổ thụ ở độ cao hơn 2.000 mét và hàng ngàn cây pơ mu hàng trăm năm tuổi, thu hút khách du lịch gần xa. Sự xuất hiện của đoàn tình nguyện sinh viên Quảng Nam giữa đại ngàn đã thắp lên ngọn lửa ấm áp, mang tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng nắm tay, trao nụ cười và lan tỏa nhiều thông điệp đến với đồng bào nơi đây. Sinh viên Quảng Nam ở thành phố Hồ Chí Minh là đến Tây Giang ở vùng sâu vùng xa đi gặp gỡ, vừa tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ, được là vui vẻ, là đầm ấm, là phấn khởi. Đây là mùa xuân thứ tư Ban Liên lạc Sinh viên tổ chức chương trình mang xuân về vùng cao của Quảng Nam. Năm đầu tiên, Ban Liên lạc Sinh viên Quảng Nam đã đi về với hai huyện Nam Bắc Trà My, năm thứ hai về với Phước Sơn và năm thứ ba đã về với Nam Giang. Và năm nay, Ban Liên lạc Sinh viên Quảng Nam đã về với vùng đất Tây Giang thân yêu. Sau một hành trình rất là dài băng rừng vượt suối, đêm nay đêm lửa trại đã bùng cháy và đốt cháy những nhiệt huyết trong lòng của mọi người, đặc biệt là những người con xa xứ, những bạn sinh viên đang học tập, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đã quay trở về quê nhà để đốt cháy lên cái ngọn lửa yêu thương trong lòng của mình.
dành cho bà con quê nhà. Một lần nữa, thay mặt cho Ban Liên lạc Sinh viên Quảng Nam, xin cảm ơn các nhà tài trợ, các cơ quan ban ngành, cơ quan thông tấn báo chí đã luôn đồng hành cùng với Ban Liên lạc Sinh viên Quảng Nam để làm nên những điều tốt đẹp cho quê nhà. Mùa xuân, mùa của đâm chồi nảy lộc, để góp thêm những màu xanh cho núi rừng Đại Ngàn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Trung Vũ, hệ thống thương hiệu thời trang FM Style đã tặng hàng ngàn cây xanh có giá trị kinh tế, tăng thêm thu nhập cho bà con và cây gỗ lớn nhằm giữ rừng cho mai sau. Hôm nay thì nhà tài trợ FM Style cũng đã hăng hạn tài trợ cho xã Tà Hy là 2.500 cây, trong đó thì khoảng 150 cây dừa, 1.000 cây câu, 1.000 cây câu để kinh tế ngắn hạn cho bà con. Và ngoài ra thì FM Style cũng có hỗ thêm 1.500 cây gỗ lớn, thân gỗ lớn, có những cây 10 năm và có những cây có giá trị kinh tế lâu dài. Thì đây là hy vọng là sẽ lắp được phủ xanh đất trống đồi trọc và mang lại giá trị kinh tế cho bà con. Kết thúc hành trình mang xuân về vùng cao 2024, động lại trong mỗi tình nguyện viên đó là trao đi nguồn năng lượng vô tận của tuổi trẻ, tiếp bước cha anh với tinh thần xung kích, không ngại gian khó, đặc biệt là luôn hướng về quê hương Quảng Nam, cho dù có học tập, làm việc và sinh sống ở bất cứ nơi đâu. Đúng với tinh thần sinh viên Quảng Nam, góp nhiệt huyết, gói yêu thương trong chuyến tình nguyện mùa xuân Giáp Thìn này.